nhất là Israel, tội lỗi của Israel bị phân tán như sương ban mai. Thứ nhì là Israel tội lỗi sẽ như bị sư tử xé nát. Và thứ ba, khước từ vua và áp đặt vua. Có nghĩa là khước từ vua là Đức Chúa Trời và áp đặt một cái vị vua mà mình muốn. Và thứ tư, sự phán xét đau buồn cho Ephraim. Khi mà Chúa trách á, không phải là Chúa ghét, Chúa trách bởi vì Chúa yêu dòng dõi đó, Chúa ban phước dòng dõi đó, thành ra Chúa mới trách điều đó. Nhưng mà cái đầu tiên Chúa nói là cái tội lỗi làm phân tán như sương mai. Bởi vì sao? Thứ nhất là họ thờ thần tượng. Ephraim lên tiếng và run rẩy lúc trước á, là dân Ephraim, chi phái Ephraim, Chúa khi họ được ơn của Đức Chúa Trời á, thì mọi người sợ. Có nghĩa là chúng ta nhiều khi lúc trước kia chúng ta tin Chúa mọi người sợ, nhưng mà bây giờ á, Chúa nói cái cuộc sống của con á bị tội lỗi, cho nên cái gì nó giống như là mây, sương mây ban mai sớm. Chúng ta biết buổi sáng rồi không, sáng thấy sương nó xuống nhưng mà một chút mặt trời lên thì nó bay mất đi. Con người chúng ta đã dễ bị vì chúng ta dùng tài khéo léo, cuộc đời chúng ta dùng tài khéo léo. Mà trong đoạn 2, trong câu 2 nói như này: bây giờ chúng phạm tội càng thêm, chúng càng đúc nhiều tượng, dùng tài khéo léo của mình đúc những tượng bằng bạc, tất cả đều là sản phẩm của thủ công. Người ta nói những kẻ dân sinh tế rằng con người mà lại hôn con bò. Đó là đầu tiên, con người hôn con bò. Ở đây có bao nhiêu người hôn con bò? Có ăn steak thôi không? Người Ấn Độ họ thờ con bò. Chúng ta biết con bò đi mà kẹt xe bởi vì con bò. Chúng ta biết đi qua Ấn Độ kẹt xe bởi vì con bò, là không dám đuổi nó đi. Nó đứng trên đền đó là cứ đứng, mọi người cứ lại nó thôi à, tại tưởng là ông trời. Gặp người Á Châu mà là mần thịt mất tiêu rồi phải không? Mày đứng sớ rớ là mần thịt rồi, có steak ăn rồi. Có thịt bò ăn rồi không? Còn thêm bò lúc lắc nữa. Ăn còn lắc nữa, nhưng mà là ăn để yên đâu. Cho nên con người chúng ta thấy những điều đó nó kỳ cục không? Nhưng mà nó xảy ra, con người đút con bò ra rồi hôn con bò. Con bò vàng lúc mà ông Môi-se lên núi lấy 10 điều răn á, thì đi xuống mọi người đút con bò vàng là chuyện bình thường. Họ hôn con bò, vợ chồng không hôn mà đem con bò ra hôn. Đó là do mà câu số 3 nói, vì thế chúng sẽ giống như mây buổi sáng, sương băng mai chống tan, như rơm rác bị gió lốc cuốn khỏi sân đập lúa, như làn khói bay qua cửa sổ. Đó là tội lỗi con người xảy ra. Đó là điều thứ nhất, con người bị tội lỗi thì bị gì? Bị phân tán. Cuộc đời chúng ta mà phạm tội thì chắc chắn rồi, tất cả những gì chúng ta có nó sẽ bị phân tán hết. Cái tài năng chúng ta có nhưng mà từ từ gì? Mất hết. Tôi biết nhiều người trong cuộc sống có ơn tứ này nọ, nhưng mà không sử dụng cho Chúa một thời gian bị đủ thứ chuyện trần á. Chúng ta biết ca sĩ á, họ bị hết scandal này tới scandal kia. Tại sao vậy? Tại cái đó là cái nghề của ma quỷ. Mà ma quỷ nó đấu với nhau để nó giành với nhau thì nó phải gì? Scandal với nhau. Thành ra chúng ta đi vào một cái nghề gì đó mà nó cạnh tranh với nhau thì nó create chúng ta một cái scandal. Cuộc đời chúng ta mà đi theo Chúa, mà đi theo cái lối của người ngoài thì chúng ta sẽ nhận rất là nhiều scandal, kể cả trong hội thánh. Trong hội thánh mà chúng ta dùng sức của mình mà để làm những cái perform này nọ đó thì sẽ gặp scandal. Nhất là cái hội thánh Hillsong ở New York đó, thì họ create một cái cách, phong cách của những người tài tử. Thì họ cũng mời Justin Bieber này nọ, những cái đó họ accept cái cách mà đồng tính rồi cách sexual này nọ ra, thì họ chấp nhận điều đó cho mọi người rồi xăm mình từ trên xuống dưới. Thì từ từ sao? Bây giờ sập hết rồi, dẹp hết rồi. Mục sư cũng bye bye, hội thánh nó cũng bye bye, kể cả những người mang danh tiếng nó cũng bye bye hết. Cho nên chống tan là vậy đó. Cuộc đời khi mà tội lỗi nó sẽ xảy ra. Bước thứ nhì, khi mà tội lỗi xảy ra thì Đức Chúa Trời giống như con sư tử. Tại sao chúng ta dùng cái hình ảnh, Chúa dùng cái hình ảnh là Đức Chúa Trời như một con sư tử xé nát? Khi mà cái con người chúng ta được no nê thì chúng ta thờ thần tượng. Bây giờ á, nếu mà nói về thần tượng thì ngoài cái chuyện thần tượng ở ngoài, chúng ta đã biết rồi, thần tượng đó là con người của chúng ta, cái sự kiêu ngạo. Chúng ta nghĩ cách của mình là tốt nhất, cách của mình là hay nhất, thành ra đó cũng là thần tượng. So bây giờ cái thần tượng của mình á, nói chung á, thì tại sao khi chúng ta bị Đức Chúa Trời
xé nát. Mà Chúa nói là ta xé nát từng mảnh ra luôn, xé nát từng mảnh ra luôn. Khi chúng ta đọc một khía cạnh thì chúng ta thấy Đức Chúa Trời quá tàn ác, phải không? Nhưng mà không. Bây giờ giả sử tôi lấy một cái ly glass bằng sành á, glass á, mà rớt xuống xi măng thì nó gì? Nó bể nát hết. Nó bể nát hết thì cách nào để có thể vá nó lại, dán băng keo lại uống nước được không? Chắc chắn là không được rồi, phải không? Chỉ có một cách duy nhất là sao? Đem vô tái chế lại, recycle. Thì trong recycle chúng ta biết rồi, họ đi qua cleaning, rửa sạch. Tiểu bang Cali này chúng ta biết tại sao chúng ta trả tiền CCO không? Là tiền cleaning á. Mua vô Costco mua 3 đồng mấy cái pack nước, nhưng mà charge tiền CCO tới 2 đô. Có nghĩa là 3 đô cái pack nước 40 chai, mà trong khi đó chúng ta phải trả thêm 2 đô nữa để cleaning. Mà cleaning xong rồi đó phải qua một tái chế nữa, là gọi là nung đốt, cháy, cháy melt ra rồi mới ráp lại. Thì Đức Chúa Trời xé nát chúng ta như thế đó đó. Bởi vì sao? Chỉ có một cách duy nhất để tái tạo thôi. Chúng ta có thể rớt cái ly xuống, chúng ta dán băng keo lại thì chúng ta uống nước nhưng mà nó vẫn chảy. Con người chúng ta tội lỗi thì chỉ có một cách là xé nát hết tất cả, và Đức Chúa Trời sẽ tái tạo bằng lửa. Ngày cuối cùng Đức Chúa Trời phán xét bằng gì? Lửa. Hồi trước kia thời Noe Đức Chúa Trời phán xét bằng nước, bây giờ thời sau cùng sau cuối bằng lửa. Thứ ba là chúng ta thấy khước từ vua, có nghĩa là khước từ Đức Chúa Trời nhưng mà dựng nên một cái người vua khác. Chúng ta biết trong thời các quan xét thì Chúa dựng các quan xét, nhưng mà Chúa không bao giờ thiết lập vua. Nên nhớ, trong Kinh Thánh Chúa không có thiết lập vua, nhưng mà dân sự muốn vua. Thời nãy có không? Thời nãy có. Chúng ta thuyết mà trong chính quyền á, không biết bao nhiêu họ làm được cái gì, nhưng mà trong chính quyền hết cái tôi nghĩ chắc hơi đông á nha. Chúng ta bầu cử á, mỗi năm mà họ mà raise fund và gây quỹ đó, tôi thấy muốn mòn ngợp luôn vậy đó. Chúng ta không có làm thương mại chúng ta không biết đâu, tiền phải đút vô họ muốn ngợp luôn vậy đó. Họ xin thẳng luôn, chúng ta mà làm thương mại biết liền à. Họ xin thẳng luôn, nếu mà không gây quỹ dân vô đó đó, legally bỏ tiền vô đó đó, thì một mai nào đó cái business của you sẽ bye bye luôn. Là trong thế hệ này chúng ta bầu họ lên để làm gì? Tôi thực đúng là chúng ta nên đi bầu, tại chúng ta phải theo quy luật của chính quyền, đó là Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm nữa. Chúng ta phải theo quy luật chính quyền. Nhưng mà tôi rất ghét làm chính trị, bởi vì sao? Bởi họ lên đó tôi không biết làm được gì mà xây qua xây lại thấy gây quỹ nữa rồi. Cho nên đối với chúng ta nói là bây giờ vua ngựa đâu, hãy để người gì? Giải cứu người đi. Chúng ta bầu vua lên thì để vua giải cứu đi. Chúng ta bầu lên lãnh đạo. Thường thường tất cả những người lãnh đạo có ba cái tội mà thường thường xảy ra là ba chữ T tôi thường nói đó. Ba chữ T đó là nó không phải hại họ nhưng mà hại cả thế gian này và thế giới này. Dạ. Cuộc đời chúng ta có lãnh đạo là như thế đó. Các quan sát khác nha. Khi Đức Chúa Trời thiết lập các quan sát ra, Đức Chúa Trời muốn làm gì? Người đó phán xét sự công bình. Các quan sát Đức Chúa Trời lập lên để người đó làm gì? Để đi đầu, để hướng dẫn dân. Sau này từ vua Saul, David, Solomon này nọ trở đi là họ làm gì? Họ chỉ phái người đi để đánh trận thôi. Có đầu tiên họ cũng đi đánh, nhưng mà chỉ vỏn vẹn chỉ vài ông thôi. Chúng ta thấy trong cái danh sách nè, cây màu xanh là good. Trong các vua từ thời chúng ta thấy từ Saul đó cho muốt xuống đây là chỉ có gì? Màu xanh là good king, là người đó kính sợ Đức Giê-hô-va, là chỉ có năm ông. Còn lại cái màu đỏ đó là mấy ông đó là gì? Act evil. Nhưng mà cái màu xám xám đó còn lại đó, họ vậy nè, Chủ nhật thì thờ Đức Chúa Trời, thứ hai thì đi nâng. Họ đi ai hàng, họ thờ hai thứ à. Tôi bữa hôm thấy một con gái Chúa cũng lâu năm rồi, thứ Chủ nhật vô nhà thờ cũng chụp hình cảm ơn Chúa này nọ, thứ hai đi ra tượng cảm ơn mẹ, tín đồ tin lành á. Tôi biết ông đó khoảng 20 mấy năm rồi. Thứ Chủ nhật cảm ơn Chúa, thứ hai cảm ơn mẹ, đứng trước tượng
Tôi nói hai ơi, đi nhóm bao nhiêu năm rồi mà còn cảm ơn mẹ. Chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới xứng đáng là chúng ta thờ phượng cảm ơn thôi. Mẹ không có cho gì hết trơn á. Ok. Mẹ trước mắt cho, mẹ trên kia không có cho được. Mẹ trước mắt chúng ta có thể cho được. Ok. Bởi hội thánh tôi nói rất là rõ, bởi hội thánh này tôi nghĩ không ai bị điều đó trơn. Nhưng mà nhiều hội thánh khác tôi biết tín đồ hai mươi mấy năm trời rồi cũng cảm ơn mẹ nữa. Thôi, tôi cũng chịu thua luôn. Nhưng mà đó làm cơn giận của Đức Chúa Trời. Chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời, một là chúng ta good, hai là don't do it. So chúng ta, ai là vua chúng ta? Ai là vua chúng ta? Nếu mà Đức Chúa Trời là vua chúng ta thì chúng ta phải kính sợ Chúa như năm người vua đây. Còn không thì đừng đứng phân nửa màu xám á. Cứu cũng được, tại Chúa nói là hâm hẩm á, thì Chúa sẽ nhả ra. Chúng ta không được quyền hâm hẩm. Điều thứ tư là sự phán xét. Cuối cùng, sự phán xét đau buồn cho Ephraim. So, mặc dù Ephraim có sinh sôi nảy nở giữa anh em mình, thì một ngọn gió đông sẽ thổi đến, tức là gió của Đức Giê-hô-va thổi lên từ hoang mạc làm cạn các nguồn nước và làm khô các suối. Ngọn gió ấy sẽ cướp đi kho tàng chứa mọi bảo vật. Nếu mà chúng ta, cái sự phán xét của chúng ta đó, cuối cùng là gì? Chúa sẽ cướp đi hết tất cả mọi bảo vật. Tại sao vậy? Bởi vì những điều đó không phải của Chúa. Chúng ta nên nhớ có những điều Chúa cho chúng ta, nhưng mà có những điều ma quỷ cho chúng ta. Chúa không cho chúng ta sử dụng những điều có ma quỷ cho. Vì khi chúng ta đứng trước sự phán xét của Chúa đó, Chúa sẽ phân biệt giữa gì? Chiên với dê, kẻ công bình với kẻ ác, tất cả điều đó. Những cái gì dân hiến của chúng ta nhẹ, điều tốt, điều thiện của chúng ta Chúa sẽ phân ra. Của cải chúng ta chất chứa ở dưới đất thì Chúa sẽ bỏ xuống đá khách. Những gì cơ cải chúng ta trên trời thì Chúa để trên trời. Tại vì có những cái khả năng, có những cái ơn tứ mà chúng ta sử dụng á, ở đất xài hết rồi. Tại vì chúng ta, bởi vì chúng ta làm cho gì? Cho người ta khen ngợi mình, người ta làm cho người ta chú ý mình, người ta làm, mình làm cho mọi người thấy mình được cái này nọ. Nhưng mà cuối cùng sao nó ở đất hết trơn à, nó không phải trên kia. Nhưng mà mình làm gì cho Đức Chúa Trời khen ngợi thì nó còn trên kia. Đó, thành ra nó đơn giản vậy thôi. Cho nên chúng ta nên cẩn thận những cái điều này để chúng ta biết cái của cải chúng ta để chất chứa trên trời. Đó là bốn điểm mà chúng ta thấy trong đoạn 13. Chúng ta bước qua đoạn 14. Thứ nhất là dân Israel nên nói gì trong sự ăn năn. Thứ nhì, Đức Chúa Trời hứa khôi phục dân Israel. Và thứ ba, Israel mới không có thần tượng. Và thứ tư, Israel bước đi trong sự không an. Thứ nhất, Israel nói gì khi ăn năn? Trong khi con người chúng ta thường thường ăn năn, chúng ta dùng gì? Của lễ chúng ta dâng, phải không? Các ngươi hãy đem lời nói mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va, hãy thưa với Ngài rằng xin cất bỏ mọi tội ác chúng con và nhậm điều tốt lành để chúng con dâng tới lễ ngợi ca bằng đôi môi thay vì bằng bò tơ đực. Chúng ta thường thường ăn năn. Bây giờ thử hỏi, mỗi lần chúng ta ăn năn chúng ta nói điều gì? Xin Chúa gì? Thường thường chúng ta nói chung chung vậy ha. Nhưng mà thường thường chúng ta nói chung chung xin Chúa tha tội. Nhưng mà có nghĩ trong đầu tội gì không nha? Thường thường chúng ta chỉ nói chung chung thôi. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa muốn đích thực điều đó. Phải điều đó. Bởi vì sao? Chúng ta kiểu nói xin Chúa tha thứ tội giống như mà gom hết trơn một tội đó thôi à. Nhưng mà xong rồi mình sẽ phạm nữa, bởi vì mình không nhớ mình tội gì. Cho nên đặt để cái gì mà cái tội lỗi của mình á, thì mình phải xin Chúa tha tội ngay lúc đó liền tại chỗ, chứ 5 năm sau là chúng ta quên tuốt. 2 ngày sau chứ chắc nhớ đúng không? Ví dụ nãy nè, bây giờ nè, hôm qua chúng ta phạm tội gì nhớ không? Giờ nghĩ đâu nè, nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Nhiều không nhớ. Cho nên mới nói là chúng ta phải gì? Chúng ta phải ăn năn liền tại chỗ bằng môi miệng liền. Thay vì hồi xưa đó, dân của tế lễ, của tế lễ thiêu á, là thầy tế lễ đem vô đền thờ có một lần thôi à. Nguyên năm trời tới, thí dụ tháng giêng phạm tội đi, tới tháng 12 quên tuốt đem con bò vô quá này. Cho nên Đức Chúa Trời không muốn chúng ta phạm tội nữa, tại vì đem vô giống như mua chuộc Đức Chúa Trời vậy. Hối lộ đúng rồi, hối lộ đó. Dạ. Ở Việt Nam chúng ta cúng những cái cúng bái của người Việt á, hối lộ.
Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ sau này họ cũng bị bị thua thiệt nhiều quá rồi, cúng mà không được gì hết trơn thôi, nghĩ đi. Nhất là tôi thấy mỗi lần mà cúng mà họ để ngoài trước cửa đó, giờ lại cái nhắm mắt cái mất tiêu trơn. Dạ, thành ra tại vì cúng chi phải không? Chúa thấy cái đó, chúng ta thấy rồi vô ích, nhưng mà người ta vẫn làm. Bởi sao? Người ta nghĩ có thể mua chuộc được cái điều gì đó, người ta mới cúng. Cuộc đời chúng ta không cần mua chuộc Đức Chúa Trời. Chúa chỉ muốn gì? Dâng cái đôi môi của chúng ta. Mỗi lần chúng ta phạm tội á, ăn năn liền tại chỗ đi. Tôi xin hỏi cái chữ ăn năn này có nghĩa là gì? Đôi khi chúng ta nói ăn năn này, nhưng mà tôi xin hỏi lời chúng ta ăn năn gì? Ăn năn á là có nghĩa là mình chấp nhận mình sai. Chúng ta hiểu không? Ăn năn có nghĩa là mình chấp nhận mình sai. Thì người chấp nhận mình sai mình mới quay đầu lại. Giống như mình đi hướng này, mà người nói tôi đâu có sai đâu, thì người ta nói sai, thì chúng ta vẫn đi tiếp nữa, bởi vì mình không nói mình sai. Chỉ khi nào mình biết mình sai mình mới quay đầu về thôi. Bây giờ nhiều người cũng vậy, không biết mình phạm tội phải không? Cho nên mình làm tiếp. Bây giờ ai biết mình phạm tội đâu? Thường thường chúng ta đôi khi chúng ta có biết mình phạm tội không nhỉ? Biết không? Biết. Dạ. Biết nhưng mà vẫn làm gì phải không? Lén làm. Dạ. Biết nhưng mà vẫn làm. Dạ. Thời nay chúng ta nói biết nhưng mà vẫn làm. Dạ. Rồi sao? Cái chiều của người, của con cái Chúa như thế này, có nghĩa là trước sau gì mình cũng ăn năn mà. Thôi đi, đại đi, rồi mai vô ăn năn, hay là chủ nhật vô ăn năn. Cái đó là cái chiêu của con cái Chúa. Sau này chúng ta sử dụng cái đó rất nhiều, mà Chúa sẽ thấy mòn mỏi chúng ta. Lý do đó mà Chúa nói là gì sao? Israel nên nói gì khi ăn năn? Nói thật lòng hay là chỉ nói là ok xin Chúa tha tội con, rồi từng sau con làm tiếp? Điểm thứ nhì, ăn năn là thật sự. Bởi vì ăn năn, người nào ăn năn thật sự thì Đức Chúa Trời mới khôi phục lại. Chúng ta biết cái sự khôi phục rất quan trọng. Nhiều người đi bác sĩ nha. Tôi biết nhiều người thích đi bác sĩ, đi khám bác sĩ á. Nhưng mà người Á Châu mình có một cái hay nha, là lái luôn bác sĩ. Có nghĩa là bác sĩ cho thuốc Tây, mình về uống thuốc Nam, thuốc Bắc. Bởi vì bác sĩ ông cho không hết, chưa đủ liều, cho nên tôi không hết. Thành ra về hút vài thang thuốc nữa. Cuối cùng sao? Cũng không hết. Cũng không hết rồi. Người Á Châu mình thích vậy đó. Thà mình hút mấy thang thuốc đó đi, thì đừng đi bác sĩ Tây. Bỏ ông Tây đi, về thuốc Nam, thuốc Bắc mình hút. Thì làm sao mình khôi phục lại phong? Nhiều người á, tôi biết á, nhiều người nó uống cái này mát lắm. Trong khoa học đâu có chữ nào mát. Nếu mà hỏi trong khoa học, nếu mà mát quá là chúng ta bị gì? Trong cái body của mình là bao nhiêu độ? 98 độ. Nếu mà mát là tới 40 độ hả? Lúc đó chứ. Cho nên chúng ta không thể khôi phục theo ý mình được. Đức Chúa Trời muốn khôi phục chúng ta là khi chúng ta ăn năn, chứ không phải là nói Đức Chúa Trời con làm cái điều này nữa thì con mới được cái này được kia. Đó. Có những người ăn năn với Chúa như thế này, lời nói đụng chạm một số người, họ khi mà hồi xưa giờ thấy vắng hội thánh đó, tự nhiên xuất hiện trong hội thánh đó, là họ có một phần gì ăn năn á, họ đến với hội thánh, xong đến với hội thánh á thì thấy êm rồi đó, bắt đầu vắng tiếp, tại vì êm rồi, vắng tiếp. Tôi hầu vị Chúa năm sau năm nay tôi để một số người. Xong rồi ra ngoài hết im, chạy về thấy xuất hiện trong hội thánh tiếp. Rồi xong vô hội thánh im vắng tiếp. Chúng ta thấy này, tôi không nói ai nghe. Khi mà Đức Chúa Trời khôi phục á, thì mình thật sự phải ăn năn. Trong thuộc linh mình phải biết là mình gì, Chúa ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng, ta sẽ yêu thương chúng hết lòng, vì cơn giận của ta đã xây khỏi chúng. Đức Chúa Trời á, mà khi mà Chúa nguội rồi đó, bởi vì sao? Chúng ta thật lòng. Còn Đức Chúa Trời chúng ta mà không thật lòng á, thì cơn giận của Chúa không hết đâu, Chúa vẫn còn ở đó đó.
giận, cái này giận thánh này, giờ tôi dịch chữ là giận thánh để chúng ta hiểu, trong cái thánh không có chữ đó nha, này tôi thêm đây. Trong cái thánh không có giận thánh, ok, nhưng mà đây tôi thêm chút xíu cho để chúng ta thấy được cái sự khác biệt. Điểm thứ ba, Israel mới không có thần tượng. Nếu mà khi mà Đức Chúa Trời khôi phục rồi đó thì chúng ta không còn thần tượng nữa, kể cả chúng ta, con người cũ chúng ta không còn nữa. Khi mà chúng ta mà khôi phục rồi mà chúng ta vẫn tiếp tục theo đường cũ của mình á, thì nó thật sự không phải khôi phục. À, một số chúng ta lúc mà Covid á, khi mà lúc mà phục hồi á, thì một số người sao không có ngửi được phải không? Rồi có người nghe không rõ, rồi có người bị lãng, bị đủ thứ và nhiều thứ xảy ra. Thì chúng ta làm gì nữa? Chúng ta vẫn tiếp tục bắt đầu phải không? Trở lại hả? Không. Nhiều người dùng chữ Covid rất là nhiều. Trong thời nay á, tới thời buổi này á, mà còn mang cái mask nó bự thực bự, mà có giống như có máng con cá, cái mang cá đó, ai thấy nữa. Mang cái mask rồi bằng vải đó, chúng ta thấy cái đó, rồi thêm cái miếng dảnh đó vậy nè. Mà ngồi trong xe, lái xe một mình á, tôi không biết nghĩ thế nào. Hả? Thời trang có nghĩa là đã qua rồi mà bây giờ còn giữ cái thời trang đó, à, là có nghĩa là mình chấp nhận đó. Hết thời trang mang mặt nạ rồi, ok. Cho nên bỏ đi. Cuộc đời chúng ta, con người chúng ta vậy. Hỡi Abraham, ta có liên hệ gì các tượng thần? Chính ta đã nhầm lời, ta sẽ đối xem ngươi, ta sẽ như cây bách, cây xưa, cây tươi, nhờ ta mà ngươi được sinh hoa kết quả. Cho nên khi mà chúng ta biết là Chúa nói là không còn thần tượng nữa, thì chúng ta phải quên hết tất cả những cái quá khứ chúng ta đi. Đừng nhắc đến những cái gì quá khứ nữa, đừng nhắc những cái thần tượng nữa. Đó là Đức Chúa Trời muốn khôi phục chúng ta, bởi vì Chúa muốn chúng ta sanh tư lợi, mặt ngoài sanh tư lợi, chứ cứ bịt cái mặt ngoài riết, mặt xanh lè xanh lét luôn. Cuối cùng là Israel gì? Bước đi trong sự khôn ngoan. Khôn ngoan là người đó làm điều nghe thẳng. Ai là người khôn ngoan? Hãy hiểu những điều này. Ai là người thông sáng? Hãy biết những điều này. Ấy là đường lối Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó. Đó là cái câu cuối cùng của cái đoạn 14 đoạn OC. Chúa chỉ hỏi cái câu cuối cùng là ai bước đi trong sự khôn ngoan. Khôn ngoan không phải theo ý mắt mình, nhưng mà khôn ngoan là mình sống ngay thẳng và công bình. Đó là người khôn ngoan. Thành ra khi mà chúng ta khen ai khôn ngoan á, chúng ta biết người đó ngay thẳng không? Biết người đó công bình không? Thì mình khen khôn ngoan. Chứ đừng khen khôn trước. Khôn thôi nhưng mà chưa ngoan. Chúa muốn chúng ta khôn ngoan là chúng ta sống ngay thẳng và công chính. Làm sao biết chúng ta sống ngay thẳng với công chính? Thì chúng ta sống với người công chính, chúng ta mới biết mình công chính. Tại vì chúng ta sống với những người không công chính nghĩ mình tốt hơn, cho nên mình nghĩ mình công chính, nhưng mà thật sự mình không công chính, mình không nghe thẳng. Mình phải tìm cái người tốt hơn mình để sống nhau. Thường thường chúng ta tìm bạn, chúng ta thường thường tìm gì? Tìm người nào thấp hơn mình chút xíu thôi. Chứ bạn phải kiếm bạn xấu hơn chút xíu chứ, để mình xấu hơn nó thôi. Hả? Để mình nổi phải không? Nha. Giống như tôi thường nói, nếu mà chúng ta quen bạn, chúng ta có thể quen tất cả, nhưng mà thân á, đừng quen ai sống không nghe thẳng và không công chính, nên tránh xa. Bởi vì một ngày nào đó nó sẽ lường gạt chúng ta, nó sẽ gạt chúng ta. Tại vì càng thân càng dễ dụ hơn. Hồi xưa chưa thân chưa dụ dễ. Con người chúng ta dễ mùi tai lắm, một thời gian thôi. À, nó quen, trí não chúng ta nó có một cái chất mà nó tiết ra, từ từ nó mùi tai cái chúng ta chấp nhận. Bởi vì mình sống với họ, một ngày nào đó mình sẽ bị mất mưu họ. À, chúng ta sống với người công chính thì chúng ta sẽ trở nên công chính. Chúng ta sống với người nghe thẳng, chúng ta sẽ nghe thẳng. Chúng ta ở Mỹ, Việt Nam, con nít Mỹ với Việt Nam khác biệt là gì không? Con nít Mỹ nó không dám nói láo nhiều. Quý vị thử đi. Yeah. Thử đứa con mình, ai dạy con nói láo giơ tay lên để tôi không thấy dụ. Nha.
ở Mỹ nè, mấy đứa nhỏ mà chúng ta có đứng trước mặt nói chuyện nó mà nó nghe được, nó nghe lóng thôi đó, mà chúng ta nói không đúng á là nó sửa mình tại chỗ liền, phải không? Chúng ta bị phải không? Người lớn bị phải không? Thành ra nên chơi với nít nhiều hơn. Nó sửa mình, sửa thẳng, nó không sợ mít lòng. Người lớn sợ mít lòng. Cho nên sống như thế nào để chúng ta được phục hồi? Phục hồi là chúng ta đi sự khôn ngoan. Trong sự khôn ngoan chúng ta đứng trong ngay thẳng. Kết luận tóm lại có hai điều mà chúng ta thấy. Thứ nhất là chúng ta trong đoạn 13 là Chúa nói là ta là vua của các con. Chúng ta ai là vua của chúng ta? Đặt câu hỏi. Nếu mà chúng ta thật sự là con của Chúa, là Chúa là vua của đời mình, thì chúng ta không có vua nào ngoài Đức Chúa Trời. Đó là duy nhất. Tại vì khi mà vua có nghĩa là người đó cai trị chúng ta. Bây giờ thử hỏi ai cai trị chúng ta mỗi ngày? Chúng ta thức dậy, chúng ta làm điều gì đó, ai cai trị? Nếu mà Chúa cai trị thì Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta mỗi ngày đi theo đường lối của Chúa. Tại khi mà mỗi sáng chúng ta dậy mà chúng ta bắt đầu một cái kế hoạch gì của một ngày mà chúng ta không có đi theo đường lối ngay thẳng của Chúa, thì suốt cả ngày đó thì chúng ta sẽ đi cong cong quẹo quẹo. Và Chúa nói là nó giống như sương ban mai. Khi mà chúng ta phạm tội, cái gì mà chúng ta làm gì đó, nó sẽ giống như sương ban mai, nó bay đi mất hết. Bay cái rụp mất hết đi. Chỉ một chút lát thôi chúng ta mất hết. Chúng ta biết trong tuần lễ qua là một anh chàng này, anh Sam mà mất MSX á. Chúng ta theo dõi cryptocurrency á, FTX phải không? FTX á. Mất bao nhiêu? 300 mấy triệu hả? Tỷ chứ. Dạ tỷ á. Nó bay rùng mình không? Cái đó là chuyện tài trời phải không? Dạ. Còn chúng ta thì sao? Mất bao nhiêu? Nó bay bao nhiêu rồi? Tại vì có những cái nó không phải thuộc của chúng ta. Chúng ta không làm nghe thẳng thì nó bay giống như vậy đó. Bữa nào lên YouTube đánh mà cái người mà từ tỷ phú trở nên rách nát á, chúng ta biết bao nhiêu không? Bạc tỷ á. Chúng ta suy nghĩ, nghĩ bạc tỷ là sao xài hết phải không? Nhưng mà họ trong ở bên Korea, South Korea có một anh này á, bạc tỷ bay hết trong vòng một tuần lễ. Một tuần lễ. Mình nghĩ trong đầu 1 tỷ bỏ túi thôi, xài cuốn suốt cả cuộc đời mình cũng hết nữa, phải không? Trong túi vậy thôi. Mà 1 tỷ bay mất trong vòng tuần lễ. Chúng ta thấy không? Đó là những điều mà chúng ta phải cẩn thận. Cái tội lỗi chúng ta nhiều khi mình nói mà không có tội. Ai cũng có tội hết trơn, ai cũng sai hết trơn. Chúng ta phải suy nghĩ lại điều mình. Cái điều bài thứ nhì mà chúng ta thấy trong đoạn 14 nè, là chúng ta phải gì? Sự khôn ngoan thật khiến chúng ta trở lại. Người nào khôn ngoan thật thì trở lại. Còn người nào khôn ngoan theo kiểu đời thì trở lại chút xíu rồi xong quay đi, thì chúng ta không có khôn. Cái đó mất thời gian thôi. Nó mất thời gian thôi. Rồi chúng ta đừng mất thời gian, đừng quay trở lại hơi hơi rồi chúng ta quay trở qua. Giống như nhiều người ai ở đây ngủ mà bị trật cái cổ đó, ai đây đã từng bị trật cái cổ mà sáng tự nhiên ngủ dậy quay á, đâu quay cổ gì không? Chúng ta quay là quay nguyên nhìn. Mỗi ngày muốn quay là phải quay nha nè. Cho nên đối với Chúa, Chúa muốn chúng ta quay là quay nguyên cái này, chứ đừng quay có cổ thôi. Quay có cổ nhìn thì nó quay lại. Thành ra người khôn ngoan á là giống như mình trặt cổ á, vậy để dễ nhớ. Quay hết nha. Ngoại trừ mà đứng kênh kênh, tao tưởng là mình kênh ta, nhiều khi trặt cổ cái mặt cái kênh như thế. So hai điều này để nhớ đó. Thời điểm của Chúa sắp sẽ đến này. Bởi vì Chúa sẽ làm nó khô cạn. Chúng ta thấy bây giờ một trong những cái khô cạn mà thấy mà Chúa sắp đến á, là hai cái con sông Euphrates và Tigris. Bởi vì hai con sông đó là chúng ta biết ở vườn Eden. Bấm xuống đó, right there. Bây giờ nó cạn rồi. Chúng ta biết trong sách Khải Huyền á, là có bốn con sông đi ra. Con sông Euphrates và con sông Tigris là đi dọc hai bên vườn Eden. Thành ra vườn Eden nó nằm ngay giữa Iran với Iraq. Nằm ngay giữa đó. Nếu mà nói chính xác là vườn Eden nó nằm ngay chỗ đó. Số hai con sông này á, là biểu hiện cho cái dấu ấn mà Đức Chúa Trời đã chôn trối mấy thiên sứ, bốn thiên sứ.
là trong sách Khải Huyền, bốn thiên sứ. Thiên sứ đang bị trói, bốn thiên sứ đang bị trói. Thành ra con sông này á, nó đang cạn xuống thì bốn thiên sứ này á, sẽ gì? Sẽ bị xảy ra. Và sẽ tiêu diệt bao nhiêu? 1/3 loài người. Tiêu diệt 1/3 loài người. Thành ra cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời bắt đầu thể hiện, thực hiện trong thời nay. Thành ra chúng ta nếu mà không ăn năn kịp á, thì cái sự chết chóc sẽ xảy ra. Đây là chúng ta đọc nè. Thiên sứ thứ sáu thổi kèn, tôi nghe tiếng từ bốn góc bàn thờ bằng vàng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Tiếng ấy nói với thiên sứ thứ sáu đang cầm kèn rằng, hãy thả bốn thiên sứ đang bị trói tại sông lớn Euphrates ra. Vậy bốn thiên sứ được thả ra, họ đã sẵn sàng cho giờ ngày tháng năm ấy để giết chết 1/3 loài người. So bây giờ chúng ta thấy cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời đã thực hiện rồi. Không biết ngày nào phải không? Cuộc đời chúng ta đang khô cạn phải không? Có ai khô cạn không? Giống như con sông đó. Nếu mà cuộc đời chúng ta đang khô cạn á, cái hình lên đi lên trên, lên trên này. Đây, đây nè. Con sông 2002, chúng ta thấy ở trên đó, 2002 nước nó còn như thế, 2002 nước còn như đó thôi. Thì cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời sắp sửa thực hiện, mà chúng ta sẽ thấy 1/3 loài người sẽ bị chết. Nếu mà chúng ta không ăn năn kịp thì chúng ta đi về đâu? Nếu mà chúng ta ăn năn kịp thì chúng ta được thuộc về Chúa rồi phải không? Có nhiều người thông giải khác nhau, phải có cái này xảy ra, có kia xảy ra. Đối với thời điểm giờ giấc của Chúa, chúng ta thật sự không biết. Chúa có thể thổi kèn một lượt 6 cái kèn tôi không biết, 7 kèn tôi không biết. Chúa có thể đổ 7 bát thịnh nộ một lượt. Tại cái giờ của Chúa, cái đồng hồ của Chúa không phải đồng hồ của chúng ta, mà nhất là đồng hồ của Đức Chúa Trời không phải đồng hồ của người Việt Nam. Nên là Chúa làm điều này để chúng ta nhắc nhở mọi người là cái thời điểm của Chúa sắp sửa xảy ra, và sự chết chóc sẽ sắp sửa xảy ra. Nếu mà chúng ta không thuộc về Chúa thì sẽ thuộc về ai? Nhà 1/3. Bây giờ giả sử ngang nguyên trả trái đất này, nguyên trả 7 tỷ. Ai làm toán giỏi 1/3? Nha. Không biết được phải không? Bây giờ đã xảy ra rồi. Và những cái vương quốc bên hướng đông sẽ bắt đầu xâm chiếm, và chúng ta sẽ thấy bắt đầu xâm chiếm và tiêu diệt con người. So ngày hôm nay chúng ta thực hiện điều này để biết mọi điều Chúa làm, bởi vì chúng ta biết cái sự thực hiện là tiên tri của Đức Chúa Trời đã xảy ra, mà chúng ta phải ăn năn. Và lời tiên tri Ô-xê đã nói từ xưa, và bây giờ thì chúng ta biết là sự khô cạn đã tới rồi. So ngay bây giờ hôm nay chúng ta biết thời điểm của Chúa không phải thời điểm của chúng ta. Hãy đọc Kinh Thánh, đọc các lời tiên tri của Ngài để biết được ngày tương lai của chúng ta. Mỗi người cứ cầu nguyện như thế này. Nếu mà ai trong chúng ta chưa tin Chúa đó, thì chúng ta hãy cầu nguyện để họ biết được, ít ra họ biết được một phần nào để họ tiếp nhận Chúa khi ngày cuối cùng. Tại ngày cuối cùng mà họ không biết được á, thì lúc đó họ kêu gì? Trời Phật. Ngày con người Việt Nam mình sao? Ô trời Phật của con. Lúc đó không một trời mà cũng không Phật luôn. Bởi vì sao? Bởi Chúa không muốn ai là vua hết. Đức Chúa Trời tể trị tất cả thế giới này. Chúng ta không để người nào có thể thờ hai thần ở trên, hay là ba thần ở trên. Và tối hôm nay chúng ta cầu nguyện, ngay bây giờ chúng ta cầu nguyện cho mọi người.